Kangaroo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam với 20 năm kinh nghiệm cùng với các sáng chế và giải pháp của mình, Kangaroo đã góp phần nâng tầm chất lượng đời sống và giá trị sống cho xã hội. Cùng với sự hợp tác với tập đoàn gia dụng hàng đầu Nhật Bản Norit Corporation, Kangaroo đang ngày một hiện thực hóa được tầm nhìn và sứ mệnh trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực gia dụng tại Việt Nam và Đông Nam Á. 2003年 創立以来、常に消費者の皆様に健康的な生活をもたらす製品とサービスの提供をすることをミッションに事業に取り組んでまいりました。しかし私たちは長年の経験と業界ナンバーワンの確固たる基盤をもとに日本品質基準を満たす製品の研究と開発を進め、一人でも多くのお客様に健康的な生活を創造していきます。2023年も引き続き私たちは全てのお客様により良い最高の品質の製品とサービスを提供することをお約束いたします。カンガルーグループ並びにノリツグループは全てのお客様が健康で平和で幸せな新年を迎えることをお祈りします。チュンアンモイ。2023 Kangaroo tròn 20 năm thành lập, cam kết mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng, về uy tín thương hiệu, tiếp tục mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm công nghệ phục vụ cuộc sống với chất lượng Nhật Bản. で、我々カンガルーグループのトップマネジメントから、多大なる投資を受けまして、今最新式の機械設備を導入したところであります。で、2023年はベトナムの皆様に最新式の日本品質の素晴らしい製品をお届けするように努めてまいります。どうか皆様の ご応援をお願いいたします。 Come on, come on. Come on, come on.